chúng ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời đời sống đến ngày đi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng Thế Tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân buồn kiêm nhường trí tôn và trí ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng ý kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lan cao thượng khi xúc chạm biệt đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lan cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lan cao thượng. Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Thí Thâm Má. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng và con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh cho con biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc lại ạ. Nam Mô Bố Thí Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Thí Thâm Má trên Bao Pháp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2019 Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh đặc thường. Rasuttara, suốt 9.9, chính pháp cần được thắng tri, chính pháp cần được chứng ngộ sẽ được Đại Đức Huy Niệm giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia và con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệp ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn lối tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương,
những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trải thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú đành thai, chúng con thành kính lãnh lễ, tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Từ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do hòa thượng Minh Châu dịch duyệt, bài 34 kinh thập thượng Dasutara Sutta 9.9. Chính pháp cần được thăng tri, chính pháp cần được chứng hộ, sẽ được đại đức huy niệm giảng giải. Con xin thay mặt đại chúng đông rum thành kính lễ cung thỉnh ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong trường chính pháp thì pháp cần phải, chính pháp cần phải tăng tri và chính pháp cần phải tác chứng là hai bài cuối cùng trong trường chính pháp. Hôm nay chúng ta sẽ luôn cả hai bài, bởi vì hai bài này chi pháp giống nhau, nó chỉ có khác nhau một chỗ là khi nói đến cái sự chứng trú, chứng vạn trú thứ bậc thì chứng các tầng thiền và chứng diệt thọ tưởng định. Nhưng mà tiếp theo đó thì cái bài cần tác chứng đó thì chính thứ bậc diệt ở đây đó là khi mà tuần tự chứng và trú các thiền, thì khi mà các thiền được an trú, được chứng ngộ thì sẽ diệt trừ những cái pháp nào. Ở trong bài học này cũng sẽ cho chúng ta một cái thông tin rất là đặc biệt. Thí dụ như đắc tứ thiền thì hơi thở diệt, đúng không? Cái chỗ này thì cũng là một rất là quan trọng khi chúng ta học, để chúng ta nhớ cái chi pháp. Thì như vậy chúng ta chỉ cần trình bày về ý nghĩa của bốn thiền sắc, bốn thiền vô sắc và thiền diệt thọ tưởng định. Ý nghĩa trình bày xong thì cái sự tu tập như thế nào để chứng và trú được thiền sắc, thiền vô sắc và chỉ thọ tưởng định. Và khi mà nói đến thứ đệ diệt, thứ bậc diệt thì sẽ nói đến mỗi một cái thiền chứng, nó sẽ diệt trừ cái pháp yếu kém, cái pháp đối lập như thế nào. Thì đây là những cái bài học rất là quan trọng ở trong hai bài cuối cùng.
chúng ta chuẩn bị bước qua cái pháp bồ chi, và hết pháp bồ chi thì chúng ta sẽ bắt đầu học cái giáo trình mới. Bây giờ thì xin mời Phương Nhật Quỳnh Quang Hỷ đọc cho Thánh Kinh, sau đó xin cung tỉnh Đại Đức Quy Điện giảng giải bài học, hai bài học hôm nay Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Lăng Giao Nguyệt có chút máy không? Lăng Giao Nguyệt ơi, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con xin đọc chánh kinh. Hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2019, giáo trình trường bộ kinh Nikaya, bài 34 kinh thập thượng Rasuttara Sutta 9.9 và 9.10. Chính pháp cần được thắng tri và chính pháp cần được chứng hộ. Navatthamma Bahukara Navatthamma Phawe Tappa Navatthamma Barinyaya Navatthamma Mahatappa Navatthamma Hanapahiya Navatthamma Vise Sapha Giya Navatthamma Dupat Vichitra Vichya Navatthamma Upa Đề Tappa Navatthamma Bapinyaya Navatthamma Satchika Tappa. Có chính pháp có nhiều tác dụng, có chính pháp cần phải tu tập, có chính pháp cần phải biến tri, có chính pháp cần phải đoạn trừ, có chính pháp chịu phần tai hại, có chính pháp đưa đến thù thắng, có chính pháp rất khó thể nhập, và có chính pháp cần được sanh khởi, có chính pháp cần được thắng tri, có chính pháp cần được tác chứng. Dạ, chánh kinh hôm nay hơi dài nên con xin phép không đọc phần Bali ạ. Chính Đa Mã, thế nào là chính pháp cần được thắng tri? Chính thứ đệ trú. Này các hiền giả, ở đây có vị tỳ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú vào thiền thứ nhất, có tầm, có tứ, có hỷ là do ly dục sanh, diệt tầm, diệt tứ, vân vân, thiền thứ hai, vân vân, thiền thứ ba, vân vân, chứng và trú vào thiền thứ tư. Sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi trừ diệt các hữu đối tượng, không có tác ý với các sai biệt tưởng, chứng và trú hư không vô biên xứ, hư không là vô biên. Sau khi vượt qua hư không vô biên một cách hoàn toàn, chứng và trú thức vô biên xứ, thức là vô biên. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú vô sở hữu xứ, không có sự vật gì tất cả. Sau khi vượt qua một cách hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Sau khi vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Như vậy là chính pháp cần được thắng tri. Mười La Mã, thế nào là chính pháp cần được chứng ngộ? Chính thứ đại diệt, thành tựu sơ thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu đệ nhị thiền, các tầm tứ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ tam thiền, hỷ bị đoạn diệt. Thành tựu đệ thứ tứ thiền, hơi thở vào, hơi thở ra bị đoạn diệt. Thành tựu hư không vô biên xứ, sắc tưởng dị đoạn diệt. Thành tựu thức vô biên xứ, hư không vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu vô hữu xứ, thức vô biên xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu phi tưởng, phi phi tưởng xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. Thành tựu diệt thọ tưởng định,
các tưởng và các họ bị đoạn diệt. Như vậy là chính pháp cần được chứng ngộ. Chú thích sau đây trích từ kho tạng pháp học của Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn 432, chính pháp cần được thắng tri. Apinh nhay gia thầm mà, đây là chính thứ bậc trú an phúc bác quy hà rá sự tu chứng thiền tuần tự. Một, chứng trú sơ thiền. Bát tham mắt trà năng u ba sanh bát cha quy hà ra ti. Hai, chứng trú nhị thiền. Đúc ti bát trà năng u ba sanh bát cha quy hà ra ti. Ba, chứng trú tam thiền. Tati yat bát trà năng u ba sanh bát cha quy hà ra ti. Bốn, chứng trú tứ thiền. Chát tu chát thà năng u ba sàng bát cha quy hà ra ti. Năm, chứng trú không vô biên xứ a ca sa năng cha gia ta năng u ba sàng bát cha quy hà ra ti. Sáu, chứng trú thức vô biên xứ viên nhà năng cha gia ta năng u ba sàng bát cha quy hà ra ti. Bảy, chứng trú vô sự vô sở hữu xứ a kinh chành nhà gia ta năng u ba sàng bát cha quy hà ra ti. Tám, chứng trú phi tượng xứ nề qua sành nhà na sành nhà gia ta năng u ba sàng bát cha hi ra ti cha quy ra cha quy hà ra ti. Chính chứng trú diệt tưởng diệt thọ tưởng định sanh nhà về đa quy ta ni rồ thằng u sầm bát cha quy hà ra ti. Trong chính thiền trú này, thiền trú thứ 9, trú diệt thọ tưởng, chỉ bậc thánh a na hàm và a la hán mới có được. Các thiền trú khác thì hạng phàm nhân và thánh sơ quả, nhị quả đều có được. Nam mô Bụt Tha Giá và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin theo đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh con cung thỉnh sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ sa thú lành thai, con kính nhân minh đến sư ạ. Dạ, cung kính đến lễ chư tôn đức tăng. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Những bạch chư tăng kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học nốt hai phần còn lại, đó là chính pháp cần phải thắng tri và chính pháp cần phải tác chính, và kết thúc về chương chính tri pháp. Trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đã tất lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đã hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng ấn tượng đưa đến sự lễ cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đã hết lòng thành kính làm lễ Đức Tăng bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đắc được quả thánh hoặc còn phạm mô phạm của chúng sanh là phước điều của chư tiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, phần nhiều trong số chúng ta lúc mà mình đang trải qua cái quá trình tu học, mình thường hay bị vướng phải hai cái lỗi lầm. Thứ nhất đó là đối với những cái trường hợp phần đông khi mà chúng ta chưa có được biết đến như thế nào là giáo lý để dẫn đến
sự giác ngộ giải thoát tu tập. Thì lúc đó phần nhiều á, tất cả những cái gì mà mình đặt niềm tin thường hay tin tưởng một cách hoàn toàn vào những cái ý niệm, những cái khái niệm thông thường ở trong cuộc sống của mình, mà mình không có thấy được cái bản chất thật sự ở đằng sau những sự thật thông thường đó. Chính vì thế mình hay bị những cái ảo tưởng, những cái chấp nê đi quá xa. Đó là cái lỗi lầm thứ nhất. Trải qua một cái thời gian với những cái trường hợp mà khi chúng ta được hữu duyên được gặp những bậc hiền trí, được gặp Phật Pháp, sau đó mình được học hỏi và biết một chút gì đó về như thế nào là giới định tuệ, như thế nào là thiện, bất thiện, như thế nào là pháp chân đế, những trạng thái tâm, tâm sở, những thuộc tính của sắc pháp, vân vân. Lúc bấy giờ, đôi lúc mình cũng có một vài trường hợp chúng ta cũng có cái sự tu tập một chút gì đó về thiền quán, danh sách. Tuy nhiên trong cái trường hợp này, đôi lúc nó có một vài những cái trường hợp đó mà chúng ta bị rơi vào trong cái tình trạng là từ cái việc được học tập và có một tí gì đó về cái kinh nghiệm trải qua cái quá trình tu tập về tuệ quán. Lúc bây giờ chúng ta hay có một cái nhận thức nó hơi thái quá về, có thể nói là gần như là mình có ác cảm, hay là có những cái đánh giá nó có cái góc nhìn nữa hơi bị phiến diện so với những cái sự thật thông thường. Cho nên chính vì vậy mà đôi khi nó có vài những cái trường hợp á, mà những người tu tập của chúng ta khi trải qua cái chuyện học tập và rèn luyện đến thời gian nó chưa có rốt ráo thì nó lại bị ra một cái chứng bệnh, đó chính là mình hay có những cái lời nói, lúc nào mình cũng cứ nói về danh sách rồi pháp thực tánh, dùng kể cả trong những cái đời sống thông thường. Cho nên chính vì vậy nó tạo nên cái sự dị biệt về điều này á, thưa quý vị. Thật ra đó nó cũng là một cái sai lầm, bởi vì biết rằng như vậy, biết rằng sắc thì nó chỉ có những cái thuộc tính bản chất rất là cản của nó thôi, kể cả những trạng thái tâm cũng vậy, nó vốn nó không có tự ngã, nó không có thiện, nó không có bất thiện. Tuy nhiên ở trong cuộc sống của mình thì mình phải chấp nhận một cái sự thật với nhau rằng là mình phải có những cái khái niệm về người này, người kia để mà mình thông tri với nhau. Chuyện này mình không có bỏ được. Cho nên chính vì thế mà đối với một người khéo léo học tập á, thì mình sẽ chấp nhận cả hai cái sự thật. Đó là kể cả sự thật thông thường và sự thật theo cái ý nghĩa rốt ráo, tuyệt đối, chân đế. Và điều này trong suốt quá trình kinh điển chúng ta cũng có thể được nhìn thấy Đức Phật Ngài đã sử dụng cả hai cái sự thật này ở trong suốt cái quá trình mà Ngài giảng pháp đến nhiều đối tượng chúng sanh. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta chối bỏ những cái khái niệm ngôn từ, những cái ý nghĩa của cuộc sống đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có thể nào mà diễn tả được, diễn đạt được. Chúng ta sẽ không có những hình ảnh, những ý nghĩa để mà diễn đạt được cái sự thật tuyệt đối. Cho nên mình không có bỏ được. Và đây
nó cũng là một cái điều mà mình nên nhớ rằng đó là đối với những khái niệm, những sự thật thông thường đó, nó vốn bản chất của nó không có mang cái thuộc tính thiện hay là bất thiện gì cả. Cái vấn đề quan trọng ở đây là mình sử dụng để là mình muốn nói về cái gì, mình diễn đạt về cái gì, về cái ý nghĩa gì. Đó mới là vấn đề quan trọng. Chính vì vậy, thực ra những cái hình ảnh, những cái khái niệm ở trong cuộc sống đó, thưa quý vị, nó vốn nó có thể làm cho cái sự thật về pháp nó được thêm chói sáng, được thêm dễ cái phần thông hiểu, diễn đạt đến khi mà chúng ta diễn đạt đến nhiều người. Chính bởi nương theo pháp này mà chính Đức Phật và kể cả những vị thánh đệ tử điển hình ở trong đây, trong bài kinh này là trường hợp của Ngài Sariputta. Ngài đã cho chúng ta thông qua những cái ý niệm, Ngài đã cho chúng ta thấy được về cái khía cạnh như thế nào là những lĩnh vực của tâm lý của chúng sanh theo cái khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn như đối với những pháp cần phải được thắng tri, tức là Ngài muốn đề cập đến cái pháp tuần tự của việc tu tập chứng đắc và trú các tầng thiền định, nói theo cái ý nghĩa là những cái nơi, những cái điểm mà cần phải có lớp lang để mà chúng ta chứng đạt và an trú ở đó, nói theo ý nghĩa đó. Còn cái trường hợp khi đề cập đến pháp tu chứng, pháp cần phải tác chứng, là đề cập đến những pháp khi mà một vị hành giả tuần tự thành tựu được các bậc thiền sẽ loại bỏ được những cái trở ngại gì về mặt tâm lý. Cho nên chính vì thế mà khi chúng ta khéo sử dụng những cái khái niệm cho nó đúng mức thì có thể làm cho cái vườn hoa của giáo lý nó được thêm phồn thịnh, nó được thêm đa dạng và nó nhiều màu sắc. Có như vậy, việc học hỏi của mình, thưa quý vị, nó sẽ càng thêm được rõ ràng, hiểu biết càng thêm đa dạng hơn và rõ hơn. Bởi vì khi trình bày về cái sự diễn hoạt tu tập, nhất là về đời sống nội tâm, đó là một pháp vô hình, nó rất là khó để mà làm cho mình thấy được cái sự lợi lạc của việc từ bỏ những pháp mà mình đã rất là quen thuộc, chẳng hạn như về năm dục, để mà chứng và trú vào các cái phạm trù của định vức hướng về cái sự an ổn, sự an lạc của một cái đời sống nội tại. Điều đó rất là khó diễn đạt. Và nếu như mà mình không có dùng những cái, mình không có thiện xảo để mà diễn đạt theo những cái khía cạnh, khái niệm khác nhau, dùng những cái hình ảnh của đời sống, những cái ý nghĩa của cuộc sống để làm rõ cái mục đích của đời sống tu tập nội tại, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ rất là khó hiểu. Và có thể nói rằng mình sẽ khó có thể mà chấp nhận được là việc từ bỏ những pháp như là năm dục, những ác bất thiện pháp, đó là chuyện mà mình không có chấp nhận. Bởi vì nguyên nhân rất là đơn giản thôi, vì cái bản chất của chúng sanh phàm phu của chúng ta, nhất là đối tượng còn ở trong cái cõi dục đó, thì đó là những cái khẩu vị nó đã hợp với mình trong nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Cho nên dùng một cái lời khuyên nhủ nên từ bỏ, thì nếu mà mình không có hiểu được cái lợi ích rõ ràng của những pháp khác đó, mình sẽ khó có thể mà mình chấp nhận lắm. Sự thật là như vậy.
Nên chính vì thế mà đối với trong trường hợp bài học hôm nay, chúng ta nhìn chính chi pháp này theo hai cái khía cạnh. Thứ nhất là khía cạnh là những pháp chứng và trú, lấy thấy cái ý nghĩa là cái chỗ trú của tâm theo tuần tự, và cái ý nghĩa là khi mà vị đã đạt được sự chứng và trú thì sẽ loại bỏ được những cái trở ngại gì về mặt tâm lý. Đó là hai cái khía cạnh, tuy nó cũng đồng chi pháp với nhau. Nó cũng ví như là chúng ta khi mà mình nói về bốn đế, thưa quý vị, bốn sự thật, thì chúng ta thấy rằng nó có hai mặt. Có một pháp mà mình phải từ bỏ, và một pháp, khi mà mình từ bỏ cái pháp đó rồi thì mình sẽ đạt được một cái gì đó do bởi cái sự từ bỏ đó. Và ngược lại, đối với một vị mà đã tu tập và an trú được một cái pháp gì đó thì nó sẽ có được cái lợi ích gì. Đó là về cái mặt được, cái mặt được. Nó chỉ nói về hai khía cạnh như thế thôi. Và ở đây chúng ta có thể hiểu cái bài học hôm nay qua cái hình ảnh như thế này. Thực ra trong vòng sanh tử luân hồi của mình đó, thưa quý vị, nếu mà nói về cái chỗ trú, kỳ thực mà nói là mình có thể nói là chỗ trú ngục, đó là nhà, cửa, hang động, vân vân. Nhưng mà có một thứ mà mình không có dùng những cái hệ lụy sắc pháp đó để mà mình làm cái chỗ trú cho nó được, bởi vì nó vốn nó thuộc về pháp vô sắc. Đó chính là tâm, tâm lý. Mà đối với pháp vô sắc thuộc về tâm á, thì cái chỗ trú của nó cũng thuộc về cái lĩnh vực tâm lý, cũng thuộc về cái lĩnh vực tâm lý. Cho nên chính vì thế mà đối với bây giờ, trường hợp mà một người khi mà người ta muốn có được cái điểm cư trú, cái điểm cư trú một cách yên ổn á, thì lúc bây giờ người ta phải thành tựu được, phải đạt được cái pháp nào đó để cho tâm vị đó nó có cái chỗ trú ngụ đó, cái chỗ trú ngụ đó. Điều này nó cũng giống như là quý vị biết ở trong cái triều đại của những vị vua, thưa quý vị, trong cái triều đại của những vị vua thì xin nhớ là trong cái lịch sử của vua Càn Long thì đó có một cái chỗ được xem như là cái nơi để cho vị đó thư thái và tịnh tâm. Thì cái tên của cái cung điện đó được gọi là dưỡng tâm đường, dưỡng tâm đường. Tôi nhớ cái tên gọi nó là dưỡng tâm đường. Thật ra ở trong bất cứ cái đời vua nào á thì thông thường nó đều có một cái nơi như vậy, thưa quý vị. Bởi vì sau khi mà các vị ấy phải xử lý những cái công vụ, rồi gặp phải nhiều với chuyện phải suy nghĩ, có những cái áp lực về nội tâm, thì lúc bây giờ để mà muốn được cái sự nghỉ dưỡng thì vị đó thường hay đến cái nơi đó trong cung. Trong cái khoảng thời gian đó được xem như là cái đời sống của các vị sẽ tách biệt với tất cả những
cái quấy nhiễu của những công vụ, và thậm chí nhất là những phi tầng đó, thưa quý vị, những phi tầng không có được đến những cái chỗ đó. Khi tới là có người đứng ở đó đuổi ra với mục đích là không có làm cho tâm tư của vị vua bị rơi vào trong cái sự bấn loạn của việc xử lý nhiều công vụ hoặc là tủ sắt và tủ sắt. Thì cái nơi như vậy, thưa quý vị, nó được xem như là một chỗ để mà nghỉ dưỡng tâm lý. Sau khi trải qua một cái thời gian thì vị đó đi ra ngoài với một cái nội tâm rất là thư thái, tỉnh táo và đầy sức sống, minh mẫn, không có liên hệ với những cái phiền toái ở trong cái cuộc sống. Và ở đây, trong cái quá trình mà chúng ta trôi lăn cũng vậy, thưa quý vị. Thực ra đối với mặt tâm lý của mình có những cái rất hiếm khi mà mình có được những cái nơi để mà mình nghỉ dưỡng cho cái đời sống nội tâm của mình nó được yên ổn. Bởi vì những cái trú xứ đó, thưa quý vị, những cái pháp đó là những pháp nó rất là khó chứng đạt. Hay nói cách khác đó, là ở ngoài đời người ta thường hay, những người mà người ta có điều kiện á, ngoài cái công ty, những cái cơ sở mà người ta phải làm việc á, những cái chỗ nhà cửa ở gần những cái nơi phồn hoa đô thị ồn ào với cái mục đích công việc, ngoài ra người ta còn chuẩn bị một cái nơi nó nằm ở khu ngoài rìa ngoài ô để mà có được cái sự nghỉ dưỡng những lúc mà mình mệt mỏi về tinh thần. Nó cũng như vậy, thì đối với chúng sanh phàm phu, mình kiếm được một cái chỗ mà nghỉ dưỡng về tâm lý để cho chúng ta có được cái sự yên ổn, bớt đi những cái sự khổ thân, khổ tâm ở trong cái cuộc sống này, thật ra không có dễ dàng mà chúng ta có được. Thì trong bài học này, chúng ta thấy Ngài Xá Lợi Phất này đã nêu lên về chính cái điểm cư trú để cho tâm lý của chúng ta có được cái sự yên nghỉ, nó rất là tốt đẹp, nó cũng giống như là những người giàu quá, người ta có điều kiện thì người ta mua những cái biệt thự sang trọng để người ta nghỉ dưỡng. Chứ còn cái chuyện mà những căn nhà mà ở trong nơi nhỏ hẹp, cấp 3 hay cấp 4 gì đó, ở nơi phồn hoa đô thị, đông người, ồn ào, phức tạp á, cái chỗ đó nó không có giá trị nghỉ dưỡng cao. Ở đây cũng vậy, thưa quý vị. Đối với chính cái pháp mà được xem như là tuần tự, chính và trú này cũng y như thế đó. Đầu tiên là phải đề cập đến đó chính là sơ thiền. Sơ thiền, đây là cái lĩnh vực thuộc về sự tu tập chứng đạt đầu tiên đối với thiền chứng, thuộc về lĩnh vực định tâm. Thì sơ thiền này, thưa quý vị, nó có tổng cộng 5 cái chi chủ lực. Khi mà vì đó đã khéo léo chọn một cái đề mục tương xứng với cơ tánh của mình, và vì đó phát triển những cái thuộc tính của tâm lý làm cho 5 cái chi pháp, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định, được sung mãn, được mạnh mẽ. Và đến một lúc trải qua cái quá trình tu tập như vậy thì việc đó thành tựu được, thì cái lần đầu tiên được gọi là chứng đạt. Sau khi đã chứng đạt rồi á, thì những cái lần về sau vì đó muốn
Nếu như muốn thì vị đó sẽ nhập lại cái pháp mà mình đã thành tựu, pháp sơ thiền mà mình đã thành tựu. Đây là một cái trú xứ đầu tiên để mà nghỉ dưỡng, cũng thuộc về trong số là những cái biệt thự loại VIP, thưa quý vị, VIP, nhưng mà cái loại đầu tiên là đầu tiên. Cái trường hợp thứ hai, pháp thứ hai đó chính là nhị thiền. Thì nhị thiền ở đây tức là vị đó sau khi đã chứng đạt được sơ thiền rồi, để tinh tấn tu tập và loại bỏ được hai chi pháp, tình chỉ được hai chi pháp tầm và tứ, sau đó thể nhập vào định vứt. Và lúc bây giờ đối với năm chi thiền chỉ còn có ba chi thôi, đó chính là hỷ, lạc và định. Tam thiền thì bỏ bớt hỷ ra, chỉ còn hai chi, đó chính là lạc và định thôi. Đó là chủ xứ thứ ba. Và cái pháp để mà chứng và trú thứ tư đó chính là tứ thiền. Tứ thiền thì chỉ có hai chi là chủ lực trong năm chi thiền, đó chính là chi xả và chi định. Tịnh chỉ được chi lạc. Thì ở đây sau khi đối với một vị đã thành tựu được đến tứ thiền rồi, nếu như muốn vị đó tiếp tục tiến tu và hướng đến sự chứng đạt thiền vô sắc. Và cái tầng thiền đầu tiên nó có tên gọi là không vô biên xứ. Thế rồi vị đó lại tiếp tục tu tập để mà đạt đến được một cái pháp khác cao hơn, đó chính là thức, tầng thiền thứ hai của thiền vô sắc, đó chính là thức vô biên xứ. Rồi vị ấy lại tiếp tục không dừng lại ở đó, tu tập và chứng đạt được bậc thiền thứ ba của thiền vô sắc, đó chính là vô sở hữu xứ. Và cuối cùng là cái trạng thái thiền cao nhất đối với lãnh vực nhiệt thế, thiền đáo đại, đó chính là phi tưởng xứ. Nó có tổng cộng như vậy, sư đã trình bày cho quý vị về tám cái pháp để mà chứng trú. Và cái lãnh vực cuối cùng nó cũng là pháp thứ 9, có cái tên gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định thì ở trong chính cái chi phần này đó, thưa quý vị, nó cũng giống như là những cái điểm dừng, những cái điểm nghỉ rất là an ổn và thù thắng thuần tịnh, vượt xa hơn với những cái gì mà nó liên hệ đến dục lạc, đến dục lạc. Sư nhớ có một cái trường hợp như thế này, nghĩ cũng buồn cười. Gần đây ở Việt Nam, không biết ở nước khác có hay không, mà ở Việt Nam người ta hay mở ra một cái điểm du lịch, điểm du lịch nó gọi là cái du lịch tâm linh. Du lịch tâm linh, đúng rồi, cái tên gọi của nó là du lịch tâm linh. Thật ra đó là một cái vùng đất rộng lớn, sau đó người ta cải thiện lại, thưa quý vị. Ở bên trong đó người ta cũng có thiết lập một số những cái trò chơi để cho giải trí, chẳng hạn như biển để mà tắm, rồi những cái cầu thang trượt, rồi những cái nhà làm theo cái mô phỏng của 12 của những cái tầng địa ngục á, để cho khách người ta đi vào trong đó người ta tham quan, hoặc là những cái mô hình của khủng long.
nó cộng theo, cộng thêm đang xen vào những cái không khí, cây cối, hồ nước của cảnh thiên nhiên. Thì cái chỗ như vậy người ta gọi là điểm du lịch tâm linh. Nhưng mà thật ra nếu mà so với cái điểm dừng nghỉ á, để mà an ổn với tâm lý á, thưa quý vị, thì những cái chỗ đó nó không có xứng đáng để được gọi là như vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì trên thực tế á, khi mà phần lớn thấy người ta đi vào đó thì đi ra mặt mày bơ phờ, rất là mệt mỏi, bởi vì đi vô trong đó nguyên ngày mà đi làm cả tuần, nghỉ được ngày chủ nhật vô trong đó thì chơi cho thỏa sức, mà ăn uống rồi tắm hồ rồi đi cầu thang trượt rồi đủ thứ trong đó. Đến chiều bước ra mặt mũi ai cũng bơ phờ, mới vô thì quần áo rất là nghiêm chỉnh, nhưng mà đi ra thì thấy nó hơi lôi thôi một chút rồi đó. Như vậy nó đâu phải là điểm dừng coi như là lý tưởng để mà tâm lý nó được yên ổn đâu. Đi ra thấy coi như là nó còn lao chao hơn. Thế nên chính vì thế mà đối với những cái được gọi là mang đúng cái ý nghĩa là điểm dừng để cho tâm lý nó được yên ổn á, đó chính là những cái bậc thiền, những bậc thiền chứng bậc trú. Rồi, như vậy thì ở đây khi nói đến cái ý nghĩa của sự đoạn trừ đối với vị chứng được những tầng thiền, nó có cái sự đoạn trừ tương ứng xảy ra, thưa quý vị. Thứ nhất đó là chính pháp cần phải tác chứng. Đây là đề cập đến chính thứ bậc diệt Anubhava Nirodha. Thì sự tu tập chứng đạt các tầng thiền, nó có khi đạt được thì nó sẽ đẩy trừ, nó sẽ loại trừ được một số những cái pháp trở ngại trước đó. Chẳng hạn như đối với người chứng đắc được sơ thiền á, thì dục tưởng diệt, dục tưởng diệt. Rồi đối với trường hợp của người mà chứng đắc được nhị thiền thì tầm tứ diệt, tầm tứ diệt. Ở đây xin nhắc thêm cho quý vị chút là khi mà chúng ta học về ví dụ pháp, thông thường á, mình thấy trong cái bản nêu á, hay đề cập là có thiền, đối với thiền sắc giới thì có năm bậc. Tuy nhiên ở trong tạng kinh á, phần lớn trình bày là chỉ nói về 4 bậc thôi. Điển hình là ở trong bài này nè, chúng ta thấy cũng nói về đối với thiền sắc giới có 4 bậc. Thực ra khi nói về 5 bậc á, là nói theo thiền chứng theo cái thời sát na, thưa quý vị. Nói theo một cách chi li nhất, một cách chi li nhất. Trên thực tế thì khi mà vị mà đã đang tu tập để mà thành tựu chứng đạt được nhị thiền á, thì mới đầu ở chi tâm nó diệt trước. Nhưng mà trải qua một vô số những cái sát na tâm sau đó thì chi tứ nó cũng diệt theo. Và cái khoảng cách thời gian này gần như nó xảy ra rất là nhanh. Nó xảy ra rất là nhanh. Cho nên nếu kể theo thời sát na đó một cách chi tiết đó, thì chúng ta nói đó là thiền thì 5 bậc. Sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc định, nhị thiền thì có tứ hỷ lạc định, mình nên hiểu như vậy. Còn nói theo cái sự việc nó xảy ra, nó xảy ra thì lúc bây giờ mình chỉ nói đến 4 thiền thôi. 4 thiền thôi là đủ rồi. Chính vì thế mà ở đây trình bày là nhị thiền là do diệt được tầm tứ và an trú vào trong nhị thiền. Rồi tam thiền thì hỷ diệt, tam thiền thì hỷ diệt. Tứ thiền thì hơi thở diệt, tứ thiền thì hơi thở diệt. Rồi đắc được không vô biên xứ thì sắc tưởng diệt,
đắc được thức vô biên xứ thì tưởng về không vô biên xứ diệt, tâm thiền không vô biên xứ trước đây diệt. Rồi đắc được vô sở hữu xứ thì tưởng về thức vô biên xứ diệt, và đắc được phi tưởng phi phi tưởng xứ thì tưởng về vô sở hữu xứ diệt. Đắc được diệt thọ tưởng định thì tưởng và thọ diệt, thì tưởng và thọ diệt. Ở đây chúng ta là nên nhớ có ba cái chi pháp sau đây mà mình cần phải lưu ý. Ngay lúc đầu thì sư phụ Cửu Siêu cũng đã có nhắc sơ qua rồi, đó chính là đối với cái sự vận hành cơ bản nó có ba cái trường hợp. Thứ nhất là khẩu hành, và thứ hai là thân hành, và thứ ba là tâm hành. Khẩu hành ở đây là muốn nói đến tầm tứ. Khẩu hành đây là muốn nói đến hai chi pháp là tầm tứ, sự hướng tâm, sự quan sát. Thì khẩu hành được tịnh chỉ, khẩu hành được tịnh chỉ, tức là tâm tứ được tịnh chỉ đối với trường hợp của người chứng đắc được nhị thiền. Còn thân hành ở đây muốn ám chỉ đến hơi thở. Thì hơi thở được tịnh chỉ đối với trường hợp của người chứng và trú tứ thiền sắc giới, tứ thiền giới. Hay nói cách khác là dễ hiểu hơn là cái người mà đang nhập tứ thiền đó, thưa quý vị, người đó không có hơi thở. Người đó không có hơi thở. Còn ngoài ra tất cả những cái trường hợp còn lại như là tam thiền, nhị thiền và sơ thiền thì lúc đó tuy tâm cũng đang an trú vào trong định mức, nhưng mà nó vẫn còn hơi thở. Mặc dù là có thể là nó rất là vi tế, nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà được xem như là vẫn còn, vẫn còn. Riêng ở trong trường hợp với tứ thiền thì hoàn toàn tịnh chỉ được hơi thở, tịnh chỉ được thân hành. Rồi còn cái trường hợp tịnh chỉ luôn cả tâm hành luôn, đó chính là đối với vị an trú vào đang ở trong cái trường hợp của thiền diệt thọ tưởng, diệt thọ tưởng định, thọ tưởng định. Bởi vì loại thiền này khi mà nhập nó không có tâm sanh, nó không có tâm sanh, nó không có tâm hành. Nên chính vì thế mà thọ tưởng là hai cái thuộc tính, hai cái thuộc tính không có thể thiếu được đối với một tâm thức. Cho nên khi mà nói đến diệt thọ tưởng là đủ rồi, diệt thọ tưởng thôi là mình cũng hiểu là tất cả những cái thuộc tính thuộc về hành uẩn còn lại ngoài ra, kể cả tâm thì nó cũng được tinh chỉ luôn. Bởi vì tứ danh uẩn nó không thể nào thiếu được, nó không thể nào thiếu được. Và đối với cái người mà khi người ta đã có cái năng lực thể nhập vào cái trạng thái của phi tưởng phi phi tưởng, lúc bấy giờ những cái hoạt động thuộc tính của tâm thức nó rất là vi tế, nó rất là vi tế, nó giống như nó gần như là nó muốn ngưng hoạt động luôn rồi. Chính vì thế mà nó có tên gọi là phi tưởng phi phi tưởng, dường như có mà cũng dường như không, nó giống như chập chờn, giống như muốn ngưng hoạt động. Và nó chính thức được tịnh chỉ, ngưng sự vận hành hoạt động của tâm ở trong cái trạng thái là thiền diệt thọ tưởng, tức là trạng thái không có tâm thức sanh, trạng thái không có tâm thức sanh. Thì ở đây thưa quý vị, sở dĩ mà những cái trường hợp mà tu tập về định đó, nó có cái mục đích lợi ích gì, trong kinh có miêu tả là cái định an chỉ á, tức là các cái định vức thuộc chính cái thể loại sau đây á, nó có năm cái sự lợi ích, có năm cái sự lợi ích, tổng cộng có năm cái sự lợi ích. Lợi ích đầu tiên đó chính là đạt được cái sự đạt được hiện tại lạc trú, đạt được hiện tại lạc trú, đó là trường hợp đầu tiên. Ở đây muốn ám chỉ đến cái trường hợp đối với những vị mà chứng đạt được
các thiền sắc hoặc là vô sắc đó, thưa quý vị, tuy là phàm phu thôi hoặc là bậc thánh hữu học, nhưng mà nếu có được cái căn biệt thự, cái căn biệt thự, cái loại VIP này nè, thì những lúc mà cái thời tiết nó quá nóng bức hoặc là muốn cái năm trần cảnh nó quấy nhiễu tâm thức đó, vì đó muốn tìm một cái nơi để tâm tư nó được yên ổn, nó được an tịnh, thì lúc đó thì đó nhập vào, an trú vào trong cái tầng thiền mà mình có được. Lúc bây giờ bị đó hưởng được cái trạng thái an lạc, thưa quý vị. Đây là cái mục đích thứ nhất, hiện tại là trú. Và cái trường hợp thứ hai á, nguyên nhân cái lợi ích thứ hai đó là định vứt này nè, là một cái nền tảng rất là quan trọng và rất là hữu hiệu cho cái việc chứng đắc các tuệ giác siêu thế, các tuệ giác siêu thế. Đối với cái trường hợp mà chúng ta không có cái năng lực của sự tập trung của định tâm nhiều, thưa quý vị, thực ra cái các căn các quyền, nhất là tuệ, nó thấy được, để thấy được cái sự diễn hoạt, cái bản chất của danh pháp và sắc pháp, nó rất là khó, thưa quý vị. Rất là khó, và nó không có được liền mạch, nó không có được rõ và nó không có được liên tục. Mình cứ tưởng tượng là đôi khi mình nghe nhiều vị nói rằng là đâu có nhất thiết phải chứng được thiền sắc hay là vô sắc, mình chỉ cần quan sát ở những gì mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hoặc suy nghĩ thôi là được rồi. Nhưng mà thưa quý vị, cái đó nó chỉ là nói như vậy thôi, chứ còn nếu như mà mình có định á, thì nó tốt hơn chứ. Nếu mà mình có năng lực của định thì nó ngon hơn, nó ngon lành hơn. Nếu trường hợp mình không có định á, thì nó hơi khó khăn, rất là khó khăn. Bởi vì tâm của mình á, khi mà tiếp xúc với nhiều cái trần cảnh quá đó, thì liệu mình có thể thấy được danh pháp và sắc pháp nó rõ hay không? Đó là vấn đề mà mình cần phải suy nghĩ tới. Rồi cho dù mình có thấy thì mình thấy được bao lâu, thấy được có liên tục hay không, hay là mới thấy được có một chút rồi bị cái loại khác nó xen vào rồi. Đó, chính vì thế mà cái lợi thế của cái người mà tu tập mà có được định lực ấy, nó quan trọng luôn. Tâm thì đó rất là thuần tịnh. Bởi lúc bây giờ cho dù thì đó xả ra ít nhiều cái người mà có định đó, thưa quý vị, có thiền chứng, cái thiền hiệp thế thôi, thì năm triền cái nó cũng đã được lắng yên rồi. Quý vị biết không, cái lợi lạc của cái việc lắng yên năm triền cái, tuy nó chỉ là tạm thời thôi, nhưng mà coi như vị đó đã dẹp được rất nhiều những cái trở ngại về tâm lý và thuận lợi cho cái việc quán sát pháp thực tính rất là tốt. Nên đó là cái lợi lạc thứ hai. Thứ hai nó là nền tảng. Lợi lạc thứ ba đó chính là cái việc tu tập về định á, chứng mà trú về định bức các tầng thiền, nó sẽ là một cái nền tảng rất là tốt để cho việc tu tập các pháp thần thông, các thắng trí, các phi nhàn giác. Ở đây nói đến điều này, sư mới nhớ lại một chuyện. Bằng chứng dĩ nhiên là nó có trường hợp những vị thánh đó, thưa quý vị, hoặc là những người mà chứng đạt được các tầng thiền đó, phần lớn đó, cái đời sống nội tâm của vị đó ly dục rất là cao, cái khả năng ly dục của vị đó nó rất là, hầu như những cái gì mà vị ấy làm, nói hay suy nghĩ, thưa quý vị, nó không có liên hệ, nó không có chứa đựng đến cái sự tầm cầu, những cái dục lạc tầm thường như là tâm của chúng ta. Cho nên cho dù vị đó có thành tựu được pháp thần thông, thì vị đó cũng ít khi nào mà sử dụng một cách lố lăng và phi thời y như là mình suy nghĩ đó. Chẳng hạn như mình suy nghĩ mình có thần thông, tôi sẽ làm như thế này, tôi sẽ đi chỗ kia, vân vân, tôi làm đủ thứ chuyện. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái sự suy nghĩ của một người nghèo chưa có tài sản mà thôi. Nó chỉ là như vậy thôi. Tới lúc mà mình có tài sản rồi thì tự nhiên cái suy nghĩ của mình nó sẽ khác đi, nó sẽ không còn như là lúc mà mình chưa có gì cả, nó sẽ khác đi.
Thì ở đây cũng có một cái câu chuyện như thế này. Cái người mà tu tập á, cho dù mà có được thần thông mới, đúng vị, cũng có được nhiều cái lợi thế trong cuộc sống. Chẳng hạn sư nói ví dụ, vì biết trong kinh á, những cái trường hợp mà khi các vị thánh những vị thánh cần phải dùng cái năng lực thần thông của mình trong những trường hợp để tiếp độ những chúng sanh khác, hoặc là nhiếp phục ngoại đạo, hoặc là vân vân, thì những vị có năng lực thần thông vẫn ok hơn. Thậm chí cái điểm đến và đi, cái những cái mà mình nhìn mà mình nghe đó quý vị, nó cũng thù thắng hơn, nó cũng thuần tịnh, nó cũng xa hơn. Thiên nhãn và thiên nhĩ mà cũng tốt hơn. Sư nhớ đến một cái chuyện mà lúc trước cách đây vài năm sư có đi ra ngoài dự lễ ở ngoài chùa của đại đức Chí Ngạc, ở ngoài Bình Định á. Quý vị biết cái đợt đi á, thì sư với đại đức Pháp Tính đi bằng xe lửa, xe lửa thôi nó cũng đỡ mà, bởi vì trên xe lửa mình có thể giò mình túm, mình cũng có thể đi tới đi lui, hoặc là có nhà vệ sinh trên đó mình cũng thoải mái. Trời ơi, nhưng mà trên cái đường về, đến đường về xin nhớ hoài, đường về đi cái xe giường nằm á, mà ác một cái là suốt một cái đoạn đường rất là dài như vậy, nó cho mình coi như là ngừng lại có 2 lần để mà đi vệ sinh. Mà may là mình phải cái bộ phận đào thải của mình nó cũng tương đối được á, nó mới chịu được, chứ còn bằng không là mấy vị mà thận yếu hay là đường ruột không tốt hay là gì mà ăn nhiều hay uống nước nhiều trên đó là chỉ có chết thôi. Thì tôi nhớ cái cảnh mà khi mà vừa mới dừng lại để cho đi vệ sinh, cho ở người trên xe người ta tuôn xuống, phải nói là không, giống như là không cần phải suy nghĩ gì hết, mặt ai nấy nhào ra để mà đi vệ sinh. Nhìn thấy cảnh đó thì khổ quá, bản thân mình cũng bị. Cho nên cái chuyện đó thật quý vị, khi mà mình đi những cái phương tiện á, như là chẳng hạn như mình đi xe lửa nè, hay đi máy bay hay gì đó, những phương tiện nó đến trong khoảng khắc rất là nhanh, nó rất là thoải mái, nên cái nơi đến và nơi đi của mình nó cũng ổn hơn. Thì điều đó như thế nào đối với vị có thần thông cũng vậy. Nếu như những lúc mà mình cần thiết thì mình sẽ dùng đến, nó cũng đỡ mệt cái thân mình lắm. Còn không có, mình phải đi bộ hoặc là mình phải chịu những cái cảnh mà mình không có muốn. Lúc bây giờ thưa quý vị, nó khổ lắm, khổ lắm. Nên có thắng trí nó vẫn hơn, thật sự là như vậy. Đó là cái lễ thứ ba. Lễ thứ tư đó, đó chính là được tái sanh về phạm thiên giới. Được tái sanh về phạm thiên thì việc tâm tư của mình á, nó thiên về cái pháp gì, nó thiên về pháp gì, thì lúc bây giờ nó ở trong cái lãnh vực nào, thì chính ngay lúc đó mình đã định hình cái trú xứ của chính bản thân mình, cái cảnh giới của chính bản thân mình. Thì trường hợp mà những người mà ta có được những thiền chứng á, từ sơ nhị tam tứ trở lên, lúc bây giờ nếu vị ấy mệnh chung mà cái thiền đó nó không bị hư hoại, thì vị đó sẽ được sanh về phạm thiên, sanh về phạm thiên giới, tùy theo cái bậc thiền sở đắc của chính bản thân mình. Và cảnh giới đó nó thù diệu, nó tốt đẹp, nó an ổn hơn đối với cõi dục giới đó, kể cả nó vượt xa hơn mọi vấn đề, vượt xa mọi vấn đề. Mình ở đây mình cho ăn là sướng, chứ thật ra không ăn mà vẫn sống mới là sướng. Bởi vì tại sao ăn vô á, mình phải đi đại tiện tiểu tiện, đúng không? Thật ra đại tiện tiểu tiện nó cũng chính là cái khổ, chứ không phải là cái sướng gì đâu. Đối với cảnh giới của các vị phạm thiên thì những cái vấn đề đó nó không có mặt, vì đó không cần ăn uống gì hết, không cần phải có những cái vật thực thô,
nhưng mà vẫn đoàn thực, không cần tới đoàn thực nhưng mà sống vẫn tuổi thọ rất là dài, rất là lâu. Rồi đó là cái lễ thứ tư. Và cái lễ thứ năm á, lễ thứ năm là nói về cái pháp thứ chín nè, cái tầng thiện thứ chín, đó là hưởng được cái trạng thái vô dư niết bàn tạm thời. Thì thưa quý vị, đối với thiền diệt thọ tưởng á, đó là một cái thành tựu kết hợp giữa hai cái năng lực của chỉ và quán, của chỉ và quán. Thì để làm được cái chuyện này á, là vị đó phải là vị thánh A-la-hàm hoặc là vị thánh A-la-hán. Trong cái năng lực là vị đó phải có thành tựu được 8 cái bậc thiện. Đó là 4 bậc thiện hữu sắc và 4 bậc thiện thiện vô sắc, cộng thêm đạo quả A-la-hàm hoặc là quả vị A-la-hán. Thì ở trường hợp này á, đối với nhất là ở cõi nhân loại, đối với vị thánh mà muốn an trú một cách hoàn toàn, một cách tạm thời, tịnh chỉ được 3 cái loại hành, đó là khẩu hành, thân hành và tâm hành luôn, thì lúc bây giờ vị đó nghĩ đến cái việc nhập diệt thọ tưởng định. Nhập diệt thọ tưởng định, ở trong kinh nói rằng có một số những vị thánh đại đệ tử, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất hoặc là ngài Kassapa, là rất là thường xuyên an trú vào trong thiền chứng này. Cái thiền chứng này á, vị đó phải nhập tuần tự, thưa quý vị, từ sơ nhị tam tứ, rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, sau đó vị đó xuất khỏi thiền vô sở hữu mới tác ý chú nguyện, tác ý chú nguyện đến cái sự vị đó phải quán xét những điều cần phải làm trước khi an trú, trong đó có tổng cộng đến bốn chuyện. Thứ nhất là vị đó sẽ tác ý đến cái việc không có bị xâm hại bởi bất cứ một lý do gì đối với những vật dụng, kể cả thân thể của vị đó. Trường hợp thứ hai là vị đó sẽ tác ý đến là nếu như trường hợp có một chư tăng hội họp triệu tập á, thì lúc đó sẽ xuất định, sẽ xuất định ngay lập tức. Và trường hợp thứ ba, điều thứ ba mà vị đó tác ý đó chính là khi mà bậc đạo sư cần phải triệu tập, chẳng hạn như ban hành các học giới về luật vân vân, thì lúc đó vị đó sẽ xuất định ngay lập tức. Và trường hợp thứ tư đó chính là trường hợp cuối cùng cũng như là rất là quan trọng mà vị ấy phải làm, bắt buộc, gần như là bắt buộc phải làm. Ba trường hợp trên có thể là không làm, nhưng mà trường hợp thứ tư này là buộc vị ấy phải làm. Đó là vị đó phải quán xét về cái thọ mạng của chính mình, coi còn sống được bao lâu. Nếu như an trú, quyết định trú trong thời hạn 7 ngày thiền diệt thọ tưởng á, không có tâm sanh trong khoảng khắc đó, thì lúc đó vị đó phải xem cái tuổi thọ của mình có sống hơn 7 ngày hay không. Sống hơn 7 ngày hay không. Còn nếu trường hợp như mà thấy ít hơn á, thì vị đó có thể là sẽ tác ý đến việc an trú thời lượng ngắn hơn để xả ra với cái mục đích là thứ nhất á, là nếu mà vị A-la-hàm á, thì cố gắng dùng cái thời gian còn lại để mà tiến tu. Có thể là vị đó sẽ không nhập luôn, hoặc là nhập nhưng mà sẽ ra xuất khỏi thiền sớm để lợi dụng cái thời gian còn lại để mà tiến tu, đạt đến cái cứu cái tánh cuối cùng luôn. Và cái trường hợp thứ hai là vị đó sẽ xả ra trước thời hạn, nếu mà quán xét thấy cái tuổi thọ của mình không có được lâu hơn á, là vì cái lý do là vị đó muốn xả trước để từ giã những bạn đồng phạm hạnh của chính mình, và sau đó viên tịch niết bàn. Đó là bốn cái việc mà đối với một vị thánh A-la-hàm, A-la-hán muốn an trú vào thiền diệt không tâm đó, cần phải làm. Trong đó có điều thứ tư là điều rất là quan trọng, bắt buộc vị đó phải làm, có thể bỏ ba điều trên. Thì sau khi đã tác ý hướng đến như vậy đó, xong đó, quán xét xong như vậy, thì vị đó mới bắt đầu quyết định là nhập trong thời gian bao lâu và an trú vào trong thiền phi tưởng xứ. Sau khi hai sát na tâm
tâm tiền phi tưởng phi tưởng sử sanh, thì lúc bây giờ nó sẽ rơi vào một cái trạng thái là không có tâm thức sanh, không tâm thức sanh, nó cũng giống như là nguyên một cái xác, nguyên một xác chết đó, nhưng mà nó khác, xác chết là có hơi ấm thôi, có hơi ấm, không có hơi thở luôn mà có hơi ấm, và thời gian đó không có tâm, không có tâm sanh khởi. Sau khi đã mãn hạn cái thời gian, lúc bây giờ tâm nó mới hoạt động trở lại. Và cái đặc biệt của loại thiền chứng này nè, nó là một cái chi phần rất là quan trọng trong những cái nhân mà làm sanh khởi những cái pháp, khi mà trong những cái nguyên nhân mà những người cư sĩ á, người ta bố thí đến, người ta cúng dường đến, người ta cung kính, người ta đảnh lễ đến, nó tạo ra cái quả phước rất là lớn. Thậm chí phần lớn đó, trong kinh nói những trường hợp mà cúng dường đến những vị mà vừa mới xả thiền diệt ra như vậy, nó có những cái quả báo thì nó kinh khủng, thậm chí có thể trong hiện kiếp hiện báo nghiệp. Bởi vì trong bốn cái nguyên nhân đó, trong bốn cái nguyên để mà sanh cái hiện báo nghiệp, nó có một nguyên nhân là cúng dường đến một cái người mà vừa ra khỏi cái ân đức to lớn. Trong tất cả những cái ân đức to lớn đó, cái vị mà mạng chú thiền diệt thọ tưởng định trong thời hạn 7 ngày xả ra, thì đó lúc đó là ngon nhất đó, lúc đó là ngon nhất. Ai cúng dường hoặc là cung kính đảnh lễ đến những bậc mà vừa ra khỏi trạng thái đó là bảo đảm rất là khỏe trong vòng luân hồi sau này. Rồi đó là như vậy. Như vậy kính bạch Chư Tăng cũng xin chấm dứt cái bài giảng ở đây, và phần còn lại thì cũng mong Chư Đại Đức Tăng có thượng quả giác đẳng sẽ cùng với Chư Tăng để điều học phần tiếp theo trong buổi học này. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái rừng này được quy niệm. Bạch Chư Tăng Thời Sư, thiền đạo có ở trước máy không? Dạ, xin hỏi một lần là Chư Tăng Thời Sư có mặt ở trước máy không? Nếu Thư Tòa Thầy Siêu đang có mặt ở trước máy xin tỉnh, Thư Tòa Hoan Hỷ. Dạ, mà Thư Tòa Thầy Siêu Hòa Thượng Nhất Hạnh là một vị đã lưu ý rằng, mặc dù có một số các bài kinh trong A Hàm như là kinh An Bang Thủ Ý vân vân thì có đề cập đến niệm hơi thở, nhưng mà ở trong cái chùa Phật giáo Đại Thừa và tất cả đại thừa nói chung thì thường là chú trọng niệm Phật hay là niệm chuỗi, nhưng mà rất ít khi nói đến niệm hơi thở. Cho đến về sau này thì có một vài vị nêu ra, chứ trước kia thì rất ít các vị Phật giáo đại thừa mà nêu được Phật giáo mà về niệm hơi thở. Thì trong tâm tạng Pali đó, niệm hơi thở quan trọng như thế nào, không biết thì vợ có thời giờ để thì vợ niệm sơ vào một vài điều khi mà nói về cái sự quan trọng của niệm hơi thở trong tâm đạo Bali không? Cái tính từ tòa từ sự. Anh là một thầy chứ? Kính lạy Đức Phật, kính lạy giáo pháp, kính lạy chư thiên văn đệ tử Phật. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Khi mà chúng ta nói đến cái hơi thở, chúng ta không cần biết là ở bên Đại Thừa họ có đặt trọng tâm hay không, cái điều đó chúng ta khỏi nói. Bởi vì mỗi chúng sanh có cái duyên nghiệp, có cái nhìn, và đối với chúng sanh phàm phu thì họ muốn nhìn sao cũng được, muốn nói sao cũng được, muốn suy nghĩ sao cũng được. Nhưng mà khi mà chúng ta học ở trong kinh điển, cái điểm Pali, thì hơi thở là một đề mục chính, nó quan trọng.
ở trong tứ niệm xứ, bài kinh tứ niệm xứ khi mà nói đến hơi thở thuộc về thân quán niệm xứ thì Đức Phật ngài dạy kỹ, dạy 16 cách niệm hơi thở. Và hơi thở ở trong cái dụ pháp bộ với mắt cá, bộ sông đối, khi nói đến sankhara với mắt căn, nói đến hành sông, hành sankhara ở đây có nhiều nghĩa, nhưng mà chữ hành ở trong với mắt cá là chỉ cho ba hành. Kaya sankhara là thân hành, vacchi sankhara khẩu hành, và citta sankhara là tâm hành. Thì thân hành kaya sankhara ở đây tức là hơi thở ra, hơi thở vào. Cái chữ sankhara đó quý vị, nó có nhiều nghĩa, chúng tôi cũng xin nhắc thêm là nói đến sape sankhara anjati, cái câu mà Đức Phật nói tất cả pháp vi là vô thường, chư hành vô thường, thì chữ sa hành sankhara ở đây là ám chỉ cho tâm tâm sở sắc pháp hay là ngũ quẩn. Còn sankhara khanh khác là hành quẩn ở trong năm quẩn. Thì sankhara khanh khác, sankhara này là để chỉ cho 50 tâm sở ngoài thọ tưởng. Chúng ta có tất cả 52 tâm sở, nhiều 50 tâm sở ngoài thọ tưởng thì gọi là hành, gọi là hành quẩn. Và cái chữ sankhara avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnanam, vô minh liên hành, hành nhận thức, thì diễn hành này sankhara trong trường hợp này là chỉ cho tư tâm sở tương ưng với thiện hay là bất thiện, tâm thiện tâm bất thiện. Mà nếu mà tư bất thiện gọi là phi phúc hành, vô minh duy phi phúc hành, mà tư thiện sắc giới, thiện dục giới, thiện sắc giới thì gọi là phúc hành, vô nhà phi sankhara, vô minh duyên cho phúc hành. Và tư tâm sở trong thiện vô sắc thì gọi là bất động hành, adencha phi sankhara. Cho nên chữ hành đó chúng ta nói nhiều, như mà bây giờ chúng ta nói thêm cái chỗ đó chút thôi. Trở lại chúng ta nói đến thân hành kaya sankhara. Chữ thân hành ở đây nha, nó không, trong tiếng Hán Việt của chúng ta thì cái nào cũng là thân hành, kaya samachara samadana kaya samadana, thân hành như là thân sắc sanh trưởng cấp tại dâm, hay là từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trưởng cấp, từ bỏ tà dâm, thì như vậy đó gọi là thân hành. Cái chữ samadana đó, kaya samadana, nó khác với chữ kaya sankhara. Kaya sankhara ở đây là cái sự hoạt động của thân, và trong cái sự hoạt động của thân đó thì muốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, hay là thêm cái tiểu quay nghi, nhưng mà trong đó thân hành thường trực, thường xuyên có mặt, thường xuyên xảy ra đó là hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào. Và khi nói đến cái điểm một hơi thở nhập xuất tức niệm
và số tức quan. Số tức quan tức là đếm hơi thở trong cái này, ví dụ khi mắt á nói cái giai đoạn đầu của cái vị hành giả tu tập về hơi thở, nhưng mà giai đoạn sau là nhập số tức niệm, tức là chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào. Tại sao phải làm như vậy? Đức Phật có dạy cho tôn giả Rahula nhập số tức niệm ngày Rahula nếu được tu tập thuần thục làm cho sung mãn thời sẽ diệt trừ tầm tư. Tầm tư tức là cái tâm mà suy nghĩ lung tung, niệm hơi thở là cái phương pháp gọi là cột tâm lại, đừng để cho nó phóng túng suy nghĩ. Thì như vậy ở đây đó, khi nói đến đề mục hơi thở thì chúng ta nên biết rằng đây là một đề mục thuộc về thân hành, nó có mặt cùng khắp trong cuộc sống của chúng ta. Lúc chúng ta đi, đứng, nằm, ngồi, lúc chúng ta sắp sửa ngủ hay là chúng ta ngủ mới thức dậy, ngay khi đó nếu mà chúng ta chánh niệm với hơi thở thì lúc bây giờ chính cái thiện pháp nó sinh khởi ở đây. Trong khi đó thì vừa thức giấc hay là sắp sửa vào nghỉ và ngủ, chúng ta niệm các cái đề mục khác, có đôi khi niệm được, có đôi khi niệm không được, nhưng mà chánh niệm với hơi thở thì được. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái người tu tập chánh niệm về hơi thở là một điều quan trọng, cần thiết, không thể bỏ qua được. Còn vấn đề chúng ta niệm Phật, Buddha nước sẽ tiến là một của trong 10 cái đề tài tùy niệm mà làm tăng trưởng niềm tin, nhưng mà chỉ đưa đến trạng thái upacara samadhi, là trạng thái cận định thôi, chứ không có đưa đến apana samadhi là kiên cố định. Mặc dù khi mà mới tu tập niềm tin còn yếu thì phải tu tập về tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, tùy niệm thí, tùy niệm thiên, để cho cái niềm tin nó được an lập một cách vững vàng, rồi từ đó phải thực hành sang cái đề mục khác như đề mục hơi thở. Thì như vậy mới đưa đến cái sự tiến bộ trong giáo pháp. Bởi thế khi mà nói đến hơi thở đó, thì theo trong Tam Tạng Pali, hơi thở chính là một đề mục tu tập rất là quan trọng. Đây là điều mà tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu trả lời, qua cái câu hỏi thập đường số 1. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đạt trả lời. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thưa quý thân, thưa tổ thư sư, mà thưa tổ thư sư, thường là chúng ta có bản liệt kê các thiền chứng, nhưng mà đặc biệt ở trong bài học ngày hôm nay đó, thì
cả hai phần đều dùng cái chữ gọi là chữ thứ đệ, mà chữ thứ đệ trong chữ Hán thì nó quay cuộc ở trong tiếng Việt của ngôn ngữ chúng ta, chúng ta dùng chữ tuần tự. Chữ Anupapa tuần tự đó, nó mang ý nghĩa gì đặc biệt ở trong bài kinh này? Tại sao chúng ta phải nêu lên như là tuần tự đoạn diệt hay tuần tự chứng đạt? Xin kính thưa Thượng Tọa Quan Thế trở lại. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, nói đến thiền, thiền chứng hay là nói đến đạo quả, nó đều phải có sự tuần tự, chứ không thể nào mà đi tắt ngang được. Không chứng được sơ thiền thì sẽ không chứng được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Phải chứng được sơ thiền trước rồi mới chứng được các cái thiền khác. Thì ở đây chúng ta hiểu thêm ba cái thứ để diệt hễ đắc hễ dục tử, diệt kamasanya nirutha vô tính. Dục tử có diệt rồi thì mới đắc được sơ thiền. Tâm tứ có diệt rồi thì mới đắc nhị thiền, hỷ diệt rồi thì mới đắc được tam thiền, vân vân. Thì như vậy khi chúng ta nói đến thứ bậc hay là tuần tự chính trú thì cái chữ anh đúng bút bá đó nó cũng có cái ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định cho biết là phải diệt, phải trú cái này chính và trú cái này xong rồi mới đi đến chỗ kia. Cũng giống như một cái đoạn đường dài phải trải qua nhiều cái thành phố, như chín thành phố chẳng hạn. Nếu mà chúng ta lái xe mà chúng ta không đi đến tuần tự hết cái thành phố này để sang thành phố khác thì không thể nào mà chúng ta đi đến cái thành phố xa hơn được nữa, nếu chúng ta chưa đi qua cái thành phố này. Cái đoạn đường lúc bao giờ nó cũng bao giờ nó cũng có cái sự thứ lớp trật tự ở cái thành phố này, rồi qua cái thành phố khác, rồi qua thành phố khác. Cái đoạn đường đó nó có chín điểm phải đi qua, thì phải đi qua từ điểm 1 cho đến điểm 2, điểm 3, điểm 4. Ví dụ nó như thế nào thì ở đây cái thứ bậc đó là chúng ta phải tuần tự như vậy. Cái chuyện đó thì rõ ràng lắm. Nếu mà chúng ta không có bước lên cái nấc thang thứ nhất thì không thể nào mà chúng ta bước được nấc thang thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cái trường hợp này chứ, thì cái thí dụ chúng tôi thí dụ về cái con đường mà trải qua chín nơi
Thì cái đó chúng ta phải hiểu là phải đi thứ lớp cái này rồi mới tới cái kia. Còn nếu mà thí dụ về nấc thang đó, thì quý vị cho rằng là một người cái chân dài họ có thể đứng ở đây mà họ bước lên nấc thang thứ hai khỏi phải qua nấc thang thứ nhất đúng không? Nếu mà một cái thí dụ đưa ra để cho chúng ta hiểu cái trình tự cái thứ lớp như vậy mà chúng ta có cái suy nghĩ như vậy, đó là trường hợp nó ngoại lệ, cái trường hợp ấy, nó không quá phải là cái thí dụ ở đây. Cho nên thí dụ về con đường và thí dụ về cái nấc thang ấy, thì chúng ta phải hiểu nó phải thứ lớp trình tự như thế. Thì ý nghĩa là như vậy. Cái chữ anuppa, chữ tuần tự ở trong bài học hôm nay có ý nghĩa là nói đến những cái pháp chứng này, những cái pháp tu chứng này đó, là nó phải có một cái trình tự thứ lớp chứ không thể đi tắt ngang được. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa tổ tiên. Bạch thưa tổ sư, cũng Phật giáo Đại thừa đó, đôi khi nhắc đến một cái trạng thái gọi là an lập tâm vào không tướng. Nhưng mà khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển Pali đó, nói về diệt thọ tướng định là một cái vị thánh tam quả hay tứ quả mà có cái khả năng để có thể nguyên về cái diễn tiến của tâm thức trong thời gian 7 ngày chẳng hạn. Thì cái nhập viện do tiên định, diệt thọ tướng định như vậy nó có ý nghĩa gì đối với các bậc thánh? Và nhập diệt thọ tướng định như vậy đó có phải là một cái, nó đòi hỏi một cái quay lực rất là đặc biệt? Ví dụ chúng ta nói là vị này phải chứng tiền phi tưởng phi tưởng, hay là tối thiểu phải chứng tam quả chẳng hạn, thì tôi có thể nói một vài cái cảm nhận thường tỏa là khi mà một người mà có khả năng dừng lại cái diễn trình của tâm thức đó, thì điều đó nó mang ý nghĩa như thế nào? Xin kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư. Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta luận bàn về cái cách thức nhập diễn thọ tướng định, thì chúng ta học ở trong vi diệu pháp thì chúng ta sẽ biết được cái cách thức và điều kiện gì để một vị thánh, một vị có thể nhận được, một vị hành giả có thể nhận được diệt thọ tướng định. Thì chúng ta cũng học ở trong vi diệu pháp để chúng ta biết được. Nhưng cái điều kiện là phải đắc tam phải kết quả, tức là vì đó phải hoàn toàn diệt trừ dục ái. Ái dục nó thô lắm thưa quý vị. Và khi mà dục ái còn nặng đó thì không thể nào làm cho cái dòng tư tưởng kết thúc được. Cho nên cái điều kiện đó là điều kiện tâm thứ ba phải có. Còn cái điều kiện mà một vị nhập
việc thọ tưởng mà phải có cái trình độ, cái khả năng đạt đến tới cái đỉnh cao nhất của thiền hiện thế là phi tưởng phi tưởng sự. Là bởi vì phi tưởng phi tưởng sự là một trạng thái rất vi tế. Nó vi tế đến mức độ mà cái cõi phi tưởng phi tưởng sự, cõi đó không được để vào trong bảy thức trú vinyana thiti, không được gọi bảy thức trú, có tâm cũng như là không có tâm. Phi tưởng phi tưởng thấy là không phải tâm, nhưng mà chẳng phải là không phải tâm. Và cái ví dụ về một cái bát dính dầu, dầu mè, hay là một con đường trơn trượt vì nước, cái ví dụ cho chúng ta thấy rằng nếu như mà một cái trạng thái tâm nó còn hiển lộ rõ rệt thì không thể nào mà làm cho nó vượt ngang được, không thể nào làm cho vượt ngang. Chỉ có một trạng thái tâm đạt đến mức độ thấy tưởng chừng như là không còn tâm đó, thì phối hợp với cái điều kiện là diệt trừ được dục ái và sanh, thì lúc đó mới làm cho tâm nó dần tâm thức ngưng hoạt động. Thì mấy chuyện đó chúng ta đã học ở trong Phật pháp, học trong Vi Diệu pháp chúng ta biết rồi. Nhưng bây giờ chúng ta nói đến cái khả năng nhập về thọ tưởng định mang ý nghĩa gì đối với những bậc thánh, trở đi xin thưa quý vị rằng trong cái lĩnh vực này chúng ta cũng chỉ xét đoán, vì chúng ta chưa ở vào trong cái tâm trạng đó. Nếu nói rằng là bậc thánh hưởng là giải thoát thì vị đó nhập thiện quả Phalasamapatti được rồi, tâm vẫn sạch. Nhưng mà liên tục những cái tâm quả siêu thế mà vị đó chứng đắc, đắc rồi đó, thì những cái tâm quả siêu thế đó nó tái khởi, nó tái hiện liên tục vô số sắc na, thì trú với cái tâm tâm quả sự thế như vậy đó mới gọi là hưởng là giải thoát, gọi là quy bước tất sắc khác. Nhưng mà cái việc mà nhập diệt thọ tưởng định đó, cái điều này chúng ta có thể hiểu được rằng là cái khả năng đặc biệt mà một vị thánh tam quả hay tứ quả khi thấy hễ còn cái tâm thức này, tức là còn có cái sự nghĩ ngợi, mặc dù tâm của các ngài đã thanh tịnh phiền não, nhưng mà cái trạng thái cứ sanh rồi diệt diễn biến như vậy,
thì đó cũng là một cái sự phiền toái. Chúng tôi nói phiền toái ở đây không phải là khởi lên cái tâm khó chịu, tâm sân, nhưng mà có điều là trong cả hai thân này nó có hai cái yếu tố, tức là danh và sắc. Cái nào nó cũng sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Danh quẩn nó cũng sanh diệt và sắc quẩn nó cũng sanh diệt. Bây giờ đối với sắc quẩn, tức là bốn đại này, nó có cái sự vô thường, biến hoại, nó có sự sanh diệt. Ở biết nó là như vậy, cần phải ăn, cần phải uống để cho cái thân nó được bình yên, nó không có bị đói hoành hành, không có nóng quá, không có lạnh quá. Bây giờ làm cho cái thân này nó ngưng lại thì không thể nào có cái lối thoát, tức là không sống ra, không sống lại. Nhưng mà bây giờ trong hai cái yếu tố đó, danh và sắc, thì có một cái khả năng là có thể thực hiện được, đó là làm cho danh pháp, tức là tâm, tâm pháp ngưng lại, nó không có diễn biến, không có sinh khởi. Tâm khách quan cũng không có khởi lên, ngay cả cái tâm chủ quan và tâm học kiếp cũng làm ngưng lại luôn. Thì có khoảng thời gian mà vị đó dịch thọ tưởng, tức là dịch tâm thức, nghĩa là trong khoảng thời gian chỉ có cái thân này chỉ là cái sắc, chỉ là sắc pháp, sắc mạng quyền, sắc niệm mạng quyền còn tồn tại thôi, nó diễn biến, nhưng mà không có tâm pháp diễn biến. Trong khoảng thời gian này bị thánh tam quả hay tứ quả giống như là một cái vị phẩm thiên của trời vô tưởng vậy, nghĩa là tâm không sắc, chỉ có sắc niệm mạng quyền thôi. Ý nghĩa đó thì mình có thể bình luận được. Còn bây giờ hỏi cái mục đích vị đó nhập, vị đó tu tập, vị đó chứng đạt, có cái khả năng nhập diệt thọ tưởng để làm cái gì, mục đích làm cái gì, thì ở đây xin thưa quý vị là như chúng tôi đã nói, vì muốn hưởng là, nếu muốn hưởng lạc giải thoát thì các ngài nhập thiền quả được rồi. Nhưng nhập thiền diệt thì nếu mà chúng ta cho rằng để tâm dừng lại, nó không có sinh khởi, nó không có bị chi phối, thì không bị chi phối bởi hoàn cảnh, thì ở đây đó thưa quý vị, chúng ta nói cái đó chúng ta cũng phải hết sức dè dặt, là bởi vì cái vị A-na-hàm năm hạ phần kiết sử thì đã diệt trừ, còn đối với A-la-hán thì cả 10 kiết sử đều được đoạn trừ rồi. Cho nên nói rằng các ngài dầu cho tâm còn đang sanh, nhưng mà nói là chi phối cảnh thì trong trường hợp không phải lẽ. Nhưng mà ở đây theo chúng tôi nghĩ thì vì hễ một có cái khả năng đặc biệt như vậy đó thì các ngài phải làm như vậy. Vì thật sự đối với các bậc thánh, tại vì chúng ta chưa phải là bậc thánh, chúng ta chưa hiểu tâm trạng đó, chứ đối với các bậc thánh thì các ngài
nhàm chán cái sát thân này lắm, nhàm chán cả cái sự sinh hoạt của danh sắc này. Cho nên bây giờ hãy dừng lại được ở phương tiện, phương diện nào thì ngài dừng lại ở phương tiện đó, phương diện đó. Nhưng nếu mà chúng ta hỏi rằng là nếu mà thấy nó phiền phức quá, danh sắc này phiền phức quá, thì tại sao không biết bạn đi, thì xin trả lời bằng cách là nhắc lại câu của tôn giả Sa Huy Tát khi có người hỏi ngài câu hỏi tương tự như vậy, thì ngài mới nói rằng là ta không muốn làm cho trái cây chưa chín mà phải rụng, tức là cái thọ mạng chưa hết rồi, thì các ngài không có tự sát được, cái ngài không có tự sát và thánh không có tự sát, cứ để duyên, tùy theo duyên tuổi thọ đến đâu thì sẽ niết bàn, tuổi thọ bao lâu niết bàn thì niết bàn, hãy duyên tới thì niết bàn. Nhưng mà trong đời sống bình nhật thì các ngài tạm dừng lại một trong hai cái sự sinh hoạt đó là danh sắc, thì ngài làm cho tâm ngưng hoạt động trong suốt thời gian 7 ngày. Thì như vậy nếu như mà cứ 2-3 ngày, cứ 7 ngày sau khi thức thực ăn xong để cho có cái sắc vật thực ở trong tế bào sắc á, xong rồi ngày nhập dịch diệt thọ tưởng nữa, nếu mà ngày cứ nhập dịch thọ tưởng hoài như vậy đó, thì giống như là ngày tạm ngưng cái sự hiện khởi của một cái yếu tố phiền phức. Vì hễ còn tâm á, tức là còn thấy, còn nghe, còn ngửi, còn đụng, còn suy nghĩ, mà không có, không chưa có tới duyên, hết tuổi thọ thì không có cắt đứt mạng sống để mà viên tịnh với bàn được, thì thôi bây giờ thì chỉ là ngưng cái dòng tâm thức, không có cho nó sinh khởi như vậy cũng là một điểm đặc biệt rồi. Còn cái vấn đề mà chúng ta học, chúng ta cũng biết là khi mà một vị nhập diệt thọ tưởng có một cái điều đặc biệt hơn cái vị mà nhập thiền thông thường. Khi nhập thiền thông thường đó, thì vị đó sẽ còn phải bị tổn hại cái thân xác. Người ta có thể giết hại vị đó, hay là lửa cũng có thể đốt cháy cái thân của vị đó. Nhưng mà đối với vị nhập thiền diệt á, như Rùa Thái Sơ Mà Tập Tín, thì do cái chú nguyện, cái tâm tắc cái chú nguyện của vị đó, là trong suốt thời gian nhập thiền diệt tâm không sanh nữa, thì cái thân tứ đại này nguyện cho tồn tại vững chắc, không có một cái lý do gì làm cho cái thân nó bị tổn thương. Ngay cả cái y phục mà ngày mặc ở trên người lửa đốt cũng không cháy, khi mà bị nhập diệt thọ tưởng. Thì chúng ta chỉ có thể nói chừng ấy thôi, chúng ta chỉ nói đến chừng ấy cái ý nghĩa thôi, chứ chúng ta
chưa phải là bậc thánh A La Hán mà thánh A La Hán, chúng ta không đọc được cái tư tưởng, không cảm nhận được là cái ngài nhập thiền viện để làm cái gì. Chúng ta xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3. Như vậy Nam Mô Bổn Thầy ạ. Sa thủ kính kinh thưa tòa tu sư, thưa tòa tư quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa từng nghe được kính thỉnh thưa tòa trả lời cho câu thảo luận. Thưa tòa tư quyền, chúng ta thấy ở trong kinh điển thì đề cập rất nhiều đến sự tu tập thiền định, và có thể nói rằng những cái đoạn kinh mà đề cập thiền định chiếm một bộ phận không nhỏ ở trong tam tạng kinh điển. Nhưng mà ngày nay cái số người đặc biệt là các vị xuất gia mà trong đạo Phật mà tu tập thiền định thì rất là ít, rất là hiếm, có thể nói là hiếm hoi lắm. Lý do nào, nguyên nhân nào thì thượng tọa có thể cho một vài suy nghĩ của thượng tọa, cái tính thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy, và Nam mô Tham Ma, và Nam mô Sang Khai, và giờ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, chúng ta giúp đỡ, chúng ta minh hành để được Phật tính, để được quan tâm, để được quy niệm cũng chưa tăng đang liên diện. Thân chào đến quý tu nữ của Phật tử. Dạ, kính là bạch thượng tọa, quá thật thì có một sự thật mà nó rất đau lòng. Và cái sự đau lòng đó nó đã là như vậy. Và con kính thỉnh sư phụ đi nghỉ. Dạ, thì ở đây ở cái vai trò thiền nó rất là giới hạn ở trong các hệ thống Phật giáo. Chúng ta nói gì luôn, chứ không nói coi như riêng ở một cái nơi nào cả. Cái điều này nó do có nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái nguyên nhân của xã hội và tâm tính của con người, nó cũng dần biến chuyển, nó biến đổi, nó biến nó không có một cái thiết cầu. Cái thứ hai phải nói rằng là sự được giáo dẫn trong học tập cũng vậy. Ở trong các trường học cái giờ thiền cũng rất là giới hạn. Chúng ta biết ở trường này lớp nọ, như sự thật ra nói, sự thật ra mà nói, cái giờ thiền thì nó cũng rất là giới hạn. Mà giới hạn chứ đừng có nói chi là đã là ngay chỗ cái điểm mà lẽ ra thì cái việc chúng ta gọi là tu và học, học để tu đó, thì trong các cái trường học đó thì người ta lại là giới thiệu cho chúng ta về các kiến thức, về văn hóa, về xã hội, về địa lý, về tất cả mọi thứ, lịch sử của từng đất nước này, của từng cái xã hội kia, hay cái tôn giáo họ. Nhưng có một điều là cái thiền thì nó như là một cái gì đó ghi khắc ở trong tâm, là tất cả chúng ta phải tự biết và tự làm, chứ nó không phải là một với tinh thần mà chủ động, với tinh thần mà kêu gọi. Và cái điều thứ hai, khi mà cái giá trị vật chất nó phát triển thì tâm tư ta hướng tới vật chất, hay là cái ngoại cảnh nó xuất hiện thì người ta hướng tới cái ngoại cảnh. Cũng như là trong cái sự giảng thuyết, người ta thích đi, nó đi vòng quanh như thế này thế nọ, có cái điều này có cái điều kia, nhưng ít có ai mà dám chấp nhận mà thiết chính lời Phật thuyết. Mà chính lời Phật thuyết thì nghe nó rất là khó, nó khô khan một phần. Tại sao nó khô khan so với chính chúng ta? Bởi vì tâm tư của con người quá nhiều cái hình ảnh, quá nhiều cái tưởng tri của sắc thinh khí bị xúc pháp của cuộc sống xã hội, cho nên nhiều khi cứ chen vào đó, và như thế thì cái giá trị chân lý, cái giá trị uy nguyên nó
nó mất đi, nó dần nó mất đi, nó dần nó biến chuyển đi. Và có thể nói rằng là từ nhiều cái nguyên nhân, chính cái nguyên nhân như thế, thì chúng ta thấy một cái người tu tập đã là xuất gia hay tại gia. Nếu chúng ta hiểu biết được cái lời dạy của Phật thì chính Ngài gọi là quay về với nội tâm của mình, quay về với cội nguồn, quay về với cái sự tu tập của chính mình. Dù chúng ta học để làm gì? Để chúng ta tu. Thì cuối cùng chúng ta phải thực hiện được cái việc tu đó. Cho nên từ xa xưa Đức Phật Ngài nói rồi, mà dù cho học dù cho có hiểu dù cho có nói, nhưng mà mình không hành thì cũng vô phần sa môn hành. Dù cho mình có học, mình có hiểu thì mình không thực hiện thì nó là không có giá trị gì cả, như là muỗng ở trong canh. Cái muỗng ở trong canh nó không có cái gì cả, chứ không có nếm được. Và cái sự tu tập thiền định mình ít đi, chúng ta phải nói thật là do cái chúng sinh thiếu phước. Cái điều này chúng ta phải xác định là chúng sinh thiếu phước quá, cho nên không gặp được những cái duyên ở những nơi mà tĩnh lặng, ở những nơi mà các bậc tu hành mà người ta nghiêng nặng về cái thiền định, hay nghiêng nặng về cái sự thực nghiệm về lời dạy của Phật. Và cái sự tinh tấn của người ngày hôm nay nó rất là giới hạn, bởi vì cũng như hồi xưa người ta muốn đi tầm cầu cái học, muốn đi tầm cầu cái thực hành thì nó trải qua rất là nhiều thứ. Ngày hôm nay các nước quốc giáo người ta còn làm một cái pháp hành rất là đặc biệt, là khi mà học như vậy đó, các vị ở trong một năm như vậy đó, là chưa tăng phải có một tháng hay là nửa tháng để vào rừng, để vào cái nơi đó chúng ta tạm gọi là rừng, để mà phải ngồi tu. Đó là một trong những cái tín chỉ, một trong những cái điều mà phải trải qua cái điều đó. Thì nó còn đó những cái nó cũng đặc biệt. Chúng tôi đang không nói là những cái trường thiền chúng ta thấy nó ở bên Miến Điện, ở bên Thái Lan hay bên nước kia có những trường thiền này trường thiền nọ. Nhưng điều xét ra các cái trường thiền đó thì nó ở một cái tổ chức nội bộ Phật giáo, mà chúng ta đang nói ở cái Nam truyền, nhưng ở cái Bắc truyền rồi ở cái nhiều cái tôn giáo khác thì người ta cũng có những cái thiền viện, chứ không phải không. Nhưng tên cái thiền viện nhưng chưa chắc đó là thiền viện. Và cái thiền viện của người ta đó chỉ là tu tập mang tính định vị thôi, tức là một năm có một vài cái buổi thiền hay là cái buổi giảng thiền vân vân. Thì tất cả mọi thứ đó thì chúng ta thấy nó bị giới hạn vô cùng. Thì đây cho nên chính ý của chính con, tức là nó thứ nhất là ít có nhiều cái môi trường, ít có nhiều cái điều kiện để người ta tiến tu. Và vì vậy cho nên, và cái phước của chúng sinh cũng quá kém. Và những gì mà con trình bày như vậy, con xin thống nhất những cái điều gì cả bổ túc thì kính cung thỉnh tường tọa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa thầy Phật tự nguyện, đại đức Phật Tính có nghe được không? Nếu đại đức Phật Tính có bằng máy, xin thỉnh đại đức Phật Tính trả lời cho câu thảo luận số 5. Đại đức Phật Tính, người chúng ta nói theo Phật pháp thì một người như thế nào gọi là người biết sống một mình? Tại vì ở trên đời này có rất nhiều người sống cô ghi một mình thôi, nhưng mà có những người sống cô đơn nhưng mà biết sống một mình hay Phật pháp như thế nào? Cái tỉnh để Phật thích. Nam Mô Bổn Thầy Giáo, con xin thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tự Nguyên, thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ. Qua cái câu thảo luận của thượng tọa nêu lên thì đối với sống một mình theo Phật pháp thì nó rất là khác với những cái người đời mà người ta sống một mình. Cái người đời người ta sống
một mình á, nó có nhiều cái lý do, nó có nhiều cái lý do. Nhưng mà ở trong Phật pháp á, mà sống một mình á, cũng như là chúng ta nghe cái câu mà Phật ngôn mà mình chúng ta nghe cái câu Phật ngôn mà ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ là một cái con đường độc nhất, là một cái con đường, thì ở trong cái con đường độc nhất đó là nó có một cái ý nghĩa, là nó có rất là nhiều cái ý nghĩa quý vị. Nhưng mà ở trong đó nó có một cái ý nghĩa là không có đi chung với phiền não, không có đi chung với phiền não. Thì cũng vậy, cái người mà biết sống một mình ở trong Phật pháp có nghĩa là cái người đó không có đi chung với cái phiền não thì gọi là cái người đó sống một mình. Bây giờ á, thí dụ như chúng ta sống ở một cái căn phòng riêng của mình, cái căn phòng riêng của mình thì chung quanh mình không có ai hết, nhưng mà gọi là mình sống một mình theo Phật pháp chưa thì chưa, chưa hẳn là vậy. Tại vì lúc đó nhiều khi mình sống một mình mà mình nhớ về quá khứ, mình ước về tương lai, hoặc là tâm tư mình đang suy nghĩ về những cái chuyện này, những cái chuyện kia, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, dục lạc cũng có, sân hận cũng có. Thì như vậy đó là chúng ta gọi là sống chung với phiền não, sống chung với phiền não. Thành ra đó, ở trong Phật pháp đó, bây giờ đó, nếu mà chúng ta sống trong một cái căn phòng có nhiều người hay là ít người cũng vậy, nếu mà chúng ta biết tu tập, biết tu tập, cũng như quý vị thấy ngày xưa ở trong thời Đức Phật có những vị tín nữ hoặc là những người nam cư sĩ với công việc phải lo công việc rất là nhiều đó, nhưng mà đến giờ nào mà họ tu tập hoặc là đi đến chùa tạo phước là họ sẽ đi đến chùa để mà tạo phước. Hoặc là trong cái gia đình của ông trưởng giả cấp cô độc thì những cái ngày mà bác quan trai, những cái ngày giới, quý vị thấy rằng thậm chí chủ nghỉ làm việc mà còn cho luôn những người tôi tớ ở trong nhà, nếu ai muốn thì vào giữa của một ngày, có nghĩa là buổi trưa đó quý vị, sau khi làm việc xong hết cái buổi trưa rồi thì tất cả mọi người ở trong nhà sẽ đánh răng rửa mặt, rồi nguyện thọ trì bát quan trai giới, rồi mỗi người tìm một nơi để mà ngồi hành thiền niệm Phật hoặc là quán tưởng lại cái lời của Đức Phật dạy đó. Thì ở trong ngày nay quý vị, cái hình ảnh đó thì có lần đó, chúng tôi bắt gặp ở bên Tích Lan. Quý vị biết rằng ở bên Tích Lan người ta có một cái điều cũng rất hay, tới cái ngày mà bác quan trai giới thì người ta đều đi vào chùa rồi người ta nguyện xin giữ giới, rồi người ta tụng kinh lễ bái tam bảo xong rồi bắt đầu là mỗi người kiếm một góc. Có người thì ngồi tụng bài kinh chuyển pháp luân, có người thì ngồi hành thiền, có người thì ngồi ôn lại vi diệu pháp, vân vân. Nói chung là coi như là mỗi người một góc, nhưng mà một góc để tu tập, chứ không phải là một góc mà ngồi giống ở ngoài công viên. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự sống một mình, nói gọn lại, sống một mình theo Phật pháp là chúng ta không có sống chung với nỗi buồn, chúng ta không có sống chung với quá khứ, chúng ta không có sống chung với tương lai, mà chúng ta luôn luôn sống với hiện tại, không để cho phiền não nó đi chung. Thì như vậy gọi là sống một mình theo Phật pháp. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận này, do đã nhìn thấy hết thời gian rồi nên con xin được giúp lời con thỉnh là thượng tọa trở lại. Sa thủ chương trình Đại Đức Phật Tính, câu trả lời của Đại Đức Phật Tính cũng đã kết thúc. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Đại Đông Ma kính trên chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Đến lễ quý ngài,
Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông đồ, chúng con kính tri ân chư tôn đức tăng mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng có lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tâm đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức hiện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Xích Hoa Nguyệt và đạo tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con xin hồi hướng phước lành mà tham gia chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban còn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền cầm xa, cầu cho yeah.